Xin kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam cùng bạn bè năm châu quốc tế. Trước mặt các bác đây là một mớ cồn loa mới về hàng trong buổi tối đêm ngày hôm qua, và hiện tại bên em đang có cung cấp các sản phẩm linh phụ kiện âm thanh liên quan đến phụ kiện, đó là cồn loa. Cụ thể là những cái mã cồn loa như là 74.4, 74.5, hiện tại đây là toàn là 74.5 hết, và có một mã là 44.4. Thì những cái dòng này thì chuyên dùng cho các bác thay thế vào những cái hệ thống của loa chép đã đánh lâu ngày, kém dần với thời gian. Và cũng nhiều các bác có thắc mắc hỏi thì em sẽ trả lời cho các bác tại sao có nhiều mã này. Không phải là các bác thích mua mã nào thì mua đâu. Đầu tiên thì em sẽ giới thiệu với các bác là cái côn mà chuyên dùng cho dòng củ BNC, củ neo. Đây là côn chuyên dùng cho dòng BNC, củ neo. Con này là sử dụng dây cuốn là dây dẹt. Theo như màu sắc và nhận định thì khả năng cao đó là dây đồng và dẹt. Đấy. Có đời thì dây đồng dẹt hay hơn, nhưng có đời thì dây nhôm dẹt lại hay hơn. Đấy. Tùy từng củ loa, tùy từng họng kèn, nó sẽ cho ra chất âm nó hay với cái mức sử dụng của các bác như nào đấy. Đây là côn 74.5. Đấy. Và xa đây nữa là các bác đang nhìn thấy là rất nhiều các cái dòng côn loa. Đấy, thì em sẽ quay lại gần tí nha, giờ điện thoại giờ nó đang đơ rồi. Đấy. Bên cạnh đây thì chúng ta là có cái dòng côn 74.5, mà côn của nó là côn màng xanh. Dòng này thì chuyên dùng cho những cái củ BNC từ thường, ví dụ như củ này. Đấy. BNC củ từ thường. Con này thì mâm của nó sẽ được độn cao lên nhá. Nó có một cái miếng vòng trắng này, độ dày là khoảng 1,2 ni. Đấy, khoảng 1,2 ni. Mà cũng tương tự với đó thì em có cái mẫu 74.5, nhưng mà cái loại màng màu trắng. Và cái mâm đệm này thì nó có dày khoảng tầm 9 ni đến 1 ni thôi. À, khoảng 0,9 đến 1 ni thôi. Đấy. Cũng là đều là ước tính là hình như là dây đồng tròn, đấy, không phải là dây nhôm dẹt. À, chúng ta có 3 mã, 1, 2 và 3. Đến mã cuối cùng đây, đó chính là cái côn chess. Con này thì theo em nhận định đó chính là dây khả năng cao là dây nhôm dẹt, chứ không phải là dây đồng dẹt nữa. Nhôm thì màu nó sẽ nổi hơn, nó kiểu ánh vàng kim hơn. Đấy. Các bác nhìn rõ không ạ? Đấy. Côn loa thì sắp tới bên em sẽ cung cấp rất nhiều nữa, nhưng mà giới thiệu các bác như này đã. Và trước mặt các bác đây thì có tất cả các mã hàng em đang báo giá đây nha các bác nhé. Thì như cái côn của dòng Neodymium này, chuyên dòng của BNC, thì hiện tại một chiếc côn này bên em đang bán là 320.000 đồng bao ship, 320 trên một chiếc, và bao ship con này là dây đồng dẹt, đấy. Màu nó thâm xịt này, đấy. 320 một chiếc bao ship nhá. Tiếp theo nữa là cái chiếc côn màng của nó màu 7 màu này, gọi màu tím nhưng 7 màu, đấy. Con này không biết là dây đồng hay dây nhôm, nhưng em nhìn đây khả năng cao có khi dây nhôm dẹt này. Nhìn màu nó ánh kim lên, nó sáng hơn kia màu của con neo kia tiếng. Đấy. Con này độ dày vòng đệm trắng là 1,2 ni nhé, khoảng tầm là 1,2 ni. Và cô này em đang bán với mức giá là 280 bao ship. Đấy. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ đến với cái côn 74.5. Con này thì dây đồng rồi. Đấy. Dây đồng. Màu nó thâm xịt này, đấy, thâm xịt lại, dây đồng. Dây đồng dẹt. Con này thì hiện tại bên em đang bán với mức giá là 280 bao ship các bác nhé, trừ một chiếc. Và đến cuối cùng đây, đó chính là côn của các dòng củ neo, neo 450, chuyên dùng cho các dòng neo của RCF hoặc là Celtician. Cái con này thì cái vòng đệm của nó, các bác để ý nhé, cái vòng đệm trắng này có độ dày là 0.9 mm, gần 1 ni. Đấy. Và màng của nó là màng màu trắng đục nỗ,
bằng nhựa màu trắng nhưng côn dây dẹt, mà lại dây nhôm dẹt cơ. Đấy. Thì trên đây em có giới thiệu và báo giá, cái này bên em sẽ báo giá. Con này thì bên em đang bán là 130.000 một chiếc. Đấy. Giá trên là bán một chiếc nhé, bởi vì côn này rất là ít khi các bác mua theo đôi. Thì trên đây là em bán theo kiểu là một chiếc để các bác tham khảo thôi. Thì các bác nào có quan tâm đến sản phẩm côn hoa linh phụ kiện thay thế này thì liên hệ trực tiếp với em. Bên em có cung cấp rất nhiều trong thời gian sắp tới. Và những cái côn này nếu như các bác mang về nắp vào mà không vừa, các bác có quyền giả lại. Bên em bán hàng thoải mái nhé. Còn các cái trường hợp như là cháo hàng, đổi hàng là bên em sẽ xử lý kịch liệt. Không có nhân nhượng với các bác có mang tính chất là vui chơi quá đà kiểu ý đâu. Em sẽ không nhân nhượng cho các bác đâu. Nhiều các bác là đặt côn một kiểu xong là đổi côn, nhiều các bác kinh lắm. Ghê phết đấy. Ok, thì các bác nào quan tâm đến cái dòng phụ kiện này thì liên hệ trực tiếp với em nhé. Đấy. Dây nhôm thì có hai cái mã này. Màng màu xanh và màng trắng 44 thì là dây nhôm, còn dây đồng thì là có 14.5 mũ sao dòng neo và cái loại này nhưng cũng là dòng từ thường thôi, từ thường nhưng mà không có sóng gân ở giữa. Sóng gân này thì chuyên dùng cho các dòng cao cấp, nó sẽ đắt hơn. Còn các bác hỏi mua cái vòng côn thì em cũng xin chia sẻ luôn là các bác mua côn, vòng côn ở trên mạng người ta có bán đầy, nhưng cái trình độ của các bác có gắn được không, gắn có chắc không và đánh nó có bị sát côn hay không, đó là cái điều quan trọng. Thì anh em xin nói luôn, như này thì các bác chỉ cần về tháo côn cũ ra, nắp côn mới vào, vậy là xong, không phải sợ này sợ kia gì cả. Những cái côn này thì nói thật các bác là giá nó rất là cao chứ không có rẻ. Trên thị trường bây giờ những cái loại côn này chỗ nào bán rẻ nhất cũng vào khoảng tầm là 260 đến 270 rồi. Bên em bán hẳn 320 bao ship luôn. Giá thì đã đọc rồi. 320 một chiếc bao ship nhá. Còn đây là 280 đều bao ship. Con này 130 bao ship. Côn xịn thì bán sẽ giá cao và những cái loại côn mà trung bình và rẻ tiền hơn thì bên em sẽ không bán. Ngày trước không biết thì mua nó sẽ còn cao hơn nữa. Như cái loại côn như thế này mà dây tròn thôi bọn em nhập buôn thôi nhá, nó đắt cực kỳ, đã vào hơn 200.000 rồi. Bây giờ hơn 200 rồi. Chỉ một chiếc. Nếu mà số lượng phải tầm 1.000 quả, 1.000 chiếc một thì nó vào 180.000. Dây tròn đấy, không có là dây dẹt này đâu. Đắt cực kỳ luôn. Không hiểu gì nó làm gì mà đắt thế. Ok, thì các bác nào quan tâm thì hệ trực tiếp nhé. Xin kính chào toàn thể các bác. Hẹn các bác trong những video clip lần sau.